Xin kính chào tất cả các bác yêu lan. Giá trị của từng video clip tôi sẽ mang cho các bác sẽ giúp ích cho các bác trong mỗi từng khúc video clip của tôi. Hy vọng là như vậy. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bác một cái vấn đề. Các bác có lẽ nhìn tiêu đề cũng đã biết, nhưng trước hết mời các bác xem qua một số cây hoa nhà tôi đang nở. Đây là cây hoàng thảo xoắn này, đang ra hoa. Màu tuy nó không sặc sỡ như là đùi gà, và không sặc sỡ như là cây gì nhỉ, tự nhiên quên tên. Đây, hoàng phi hồng, quên, hoàng phi hạc. Không sặc sỡ như hai loại cây này, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng khá độc đáo. Đây, cánh hoa phớt tím một chút này. Và cái lưỡi hoa thì xước, theo cách gọi của cái phi diệp tím, đó là hơi xước này. Cũng khá là độc đáo này. Đây là hoàng thảo xoắn nha các bác nhé, cây rất giống đùi gà và hoàng phi hạc, nhưng mà cái hoa thì không giống. Hôm nay cái nụ của cái cây nhất điểm hồng đột biến của nhà tôi cũng đã nở hoa rồi. Đây, rất là đẹp đúng không ạ? Họng sắp trắng tinh luôn. Ở trên này nó còn hơi hồng hồng hơn một chút. Nhưng mà cái nụ mới nở này có vẻ là hơi trắng hơn. Đây là cây nhất điểm hồng đột biến nha các bác nhé. Hoa đột biến. Thân cây thì vẫn thấy bình thường, nó hơi xanh hơn một chút. Xanh hơn bình thường một chút thôi. Đây là hoàng thảo kiều vàng này. Đang nở cái vòi hoa, tuy không được dài lắm nhưng mà khá là đẹp. Đây là cây hoàng phi hạc. Chuỗi ngọc. Hoàng thảo ken Lào. Hoàng thảo ken Lào thì cái cây này tôi trồng khá lâu lâu rồi, giờ nó mới cho hoa. Đây cũng là hoàng thảo ken. Đây là ken Trung Quốc. Pha hai cái bông ý thảo ở giữa. Ý thảo kia thì tôi cho một cọng ý thảo vào đấy thôi. Kèn Trung Quốc khá đẹp. Còn đây là kèn Lào, nhưng mà có vẻ là ba cái cánh nó màu trắng, khá là độc đáo này. Cánh hoa thì nó cũng hơi nhạt đây này. Các bạn có thể nhìn thấy, có khi mỗi cái cây này nó như vậy thôi. Tôi thấy thân nó xanh xanh, thân khá xanh hơn những cái cây khác. Thường là những cái cây xanh thì hoa thường nhạt hơn. Đây, cái này nó tím đậm hơn chút. Đấy, ba cái cánh ở ngoài nó không gọi là không trắng như là cái cây ở dưới này. Rồi, ok, hôm nay tôi sẽ cho các bác xem một vấn đề, đó là những cái cây hoa mà các bác có thể nhầm lẫn với nhau. Thì thực ra đối với người chơi lâu rồi thì không nói làm gì, nhưng mà đối với người tập chơi thì khả năng nhầm lẫn những cái loại cây này cao hơn. Các bác đang thấy trên màn hình đó là hoàng thảo hạc vĩ. Hoa cũng nhầm hoa đấy nhé các bác nhé. Cây thì lại là một vấn đề khác. Tôi không nói đến cây, tôi chỉ nói đến hoa thôi. Thì hoàng thảo hạc vĩ thì đối với cái cây này, các bác có thể thấy tôi có một cọng cây hoàng thảo vôi. Đây, hoa khá là giống nhau. Để tôi nhấc cái cọng hoa này lên để cho các bác xem. Để hai cánh hoa nó gần nhau, hai bông hoa gần nhau. Đấy,
bên dưới là hoàng thảo vôi này, bên trên là hoàng thảo hạc vĩ này. Khá giống nhau, nhưng mà đấy là cái màu thôi, chứ còn về cái khuôn bông thì nó tất nhiên là nó khác rồi. Hoàng thảo hạc vĩ thì cái lưỡi hoa nó giống như là cái kèn, nó nhỏ, nó dài. Còn hoàng thảo vôi nó tòe hơn đấy. Cái môi nó tòe ra này, rất là to. Đấy, các bác có thể so sánh. Ở đây tôi không nói đến độ đẹp, tại vì là độ đẹp thì mỗi người thấy mỗi vẻ đẹp nó khác nhau. Nhưng mà cá nhân tôi thì thấy cái nào cũng đẹp. Thì nói đến cái lưỡi tòe như vậy thì chúng ta lại có một cái bông hoa so sánh nữa. Đó là các bác đang thấy trên màn hình, đó là cái bên tay trái, đó là hoa Long Tu Xuân. Long Tu Xuân thì về cái khuôn bông thì nó giống lại giống hoàng thảo vôi. Đó, các bác có thể nhìn thấy đó. Cái lưỡi của nó đều tòe như thế. Nhưng mà cái Long Tu Xuân thì nó lại có cái lòng vàng, các bác có thể nhìn thấy trên màn hình. Và cánh hoa của Long Tu Xuân luôn luôn thẳng, duỗi thẳng, nhìn rất là đẹp. Cho nên là nhiều người rất hay tìm chơi Long Tu Xuân. Đó. Còn hoàng thảo vôi thì cánh nó cũng thẳng nhưng mà nó vẫn có độ cái cong. Đây các bác có thể nhìn thấy này, cong theo chiều dọc ấy. Đây bông này là còn căng đấy, có bông nó không căng đâu, hoặc là nó uốn ra đằng sau ấy. Thường thường là như vậy thôi, không phải là 100% tất cả các bông nào nó cũng như vậy. Đây các bác có thể nhìn thấy này, hoàng thảo vôi kiểu này thì nó cái lưỡi của nó bên trong lưỡi, cái màu sắc ấy, tôi đang nói về màu sắc, nó không có điểm nhấn, cho nên là chúng ta nhìn không, gọi là không ấn tượng cho lắm so với Long Tu Xuân. Đây cái lưỡi của nó lại có những viền tím, gọi là gọi theo phi điệp đó là xước này, trong này. Đấy. Còn cái Long Tu Xuân thì có cái điểm vàng, có cái màu vàng làm điểm nhấn này. Cho nên là nhìn rất sặc sỡ và khá là độc đáo. Còn cá nhân tôi thì thấy cái nào cũng đẹp. Còn cái nói về độ đẹp thì là cá nhân tôi nghĩ như vậy, chứ còn trong video clip này tôi không nhắc đến cái độ đẹp nhiều cái nào hơn cái nào nhé. Tại vì như lúc nãy tôi nói thì cái độ đẹp thì mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng. Long Tu hoàng thảo vôi thì nếu mà có nhiều mà cánh tím đậm hơn ấy thì cũng khá là đẹp đấy, nhưng mà nhà tôi bây giờ hiện tại chỉ có cái cánh nhạt này thôi, cho nên nhìn nó không đặc sắc cho lắm so với Long Tu Xuân. Đây là hình như là ba cái loại hoa mà chúng ta những người hay mới tập chơi lan ấy rất dễ nhầm trong một cái trường hợp nào đó, ví dụ xem ảnh hay là nhìn qua mô tả, qua lời nói như nào đó, người ta rất dễ nhầm vì nó khá giống nhau. Nếu như cái Long Tu Xuân này màu sắc mà nhạt hơn một chút, màu vàng ấy, mà nhạt hơn một chút thì cũng khá giống hoàng thảo vôi, và hoàng thảo vôi mà cánh đậm hơn và những cái chỗ khác nó đậm hơn khá là giống. Tất nhiên là bác nào chơi lâu rồi thì nhìn sẽ phát hiện ngay. Đấy, nếu mà chúng ta nhìn góc độ này, tôi nói đến cái bông hoa này này, thì nó khá là giống hoa hạc vĩ. Chứ còn nếu mà nhìn theo hướng này thì cái môi nó tòe ra rất là to, cho nên là nó không giống hạc vĩ ở cái chỗ đấy. Cho nên các bác, nhiều bác mới tập chơi nhìn ảnh khó là phát hiện. Đây tôi để các bác so sánh lần nữa này. Bên phải là hoa hạc vĩ và bên trái là hoàng thảo vôi. Hạc vĩ cái khuôn bông khá là đẹp, nó kiểu như là phi điệp. Về màu sắc thì hạc vĩ thường có màu vàng, nó hơi xanh ở cái lưỡi. Còn hoàng thảo vôi thì nó lại không phải màu đấy, màu vàng nhạt hơn. Đấy là về màu sắc. Thì không phải là tất cả các bông hoa nó đều như vậy, nhưng mà thường hay chúng ta hay gặp là như vậy. Tất nhiên là cũng có bông hoa hoàng thảo vôi nó đậm hơn hoa vĩ là chắc. Đấy, đây là trong cái clip này
thì chỉ có ba cái loại hoa này tôi muốn nói đến thôi. Còn những loại hoa khác thì có lẽ là tôi để dành cái clip sau, tại vì không đủ thời gian, không có nhiều thời gian. Tôi chỉ mỗi lần tôi chỉ ghi hình khoảng 10 phút cho các bác thôi, vì thời gian tôi rất là bận. Đó, hy vọng là cái video clip này sẽ giúp ích cho các bác nào mới tập chơi lan và mang lại giá trị nào đó cho mỗi người. Xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của tôi. Hy vọng các bác sẽ đăng ký kênh và ủng hộ kênh của tôi nhiều hơn nữa. Xin chào và cảm ơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.